Rồi, hello các bạn, welcome in trang channel của mình. Tiếp tục làm video mới nha. Đây là phần game robot chu. Phần này mình sẽ sử dụng là You Breathe I cầm bay Ender Green. Ok, bây giờ mình sẽ đi phần Hauntington nha. Đây là video thứ 2. Đó, kết thúc phần Hauntington. Đầu tiên mình sẽ bấm cái lo này. Đó, để giữ cái ông Bolito này đứng lên cái công tắc đó nghe. Và mở cái cửa đi ra và mình sẽ chạy vô. Đó, đây là một cái trang phục là Breathe with I nha các bạn. Uống lọ thuốc này vô chạy rất là nhanh. Đó, giờ mình xin lên trên đây có một con gót. Bây giờ mình sẽ quay lại. Đó, đợi cho nó ra chúng ta sẽ chạy xuống đây. Rồi, tiếp tục xuống dưới đây nha. Các bạn phải vừa chạy vừa quay mặt lại. Đó, phải đợi lấy vàng và đợi cho tia nó tắt. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhử cái con gót này cắn vô cái bà cụ già kia nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa mạnh ra. Và quay qua đây. Đó, cho con gót này nó cắn bả. Rồi, yes, bây giờ chúng ta sẽ đi qua dòng các bạn. Rồi, dòng level đầu tiên là chúng ta đã hoàn thành nha. Ok, chúng ta đạt được perfect. Giờ chúng ta sẽ đi dòng level tiếp theo. Đó, level thứ 12. Rồi, dòng này có như thế nào nha các bạn. Đó, dòng này là mới vô nó cho mình lấy vàng đây. Phải kiếm cái khay. Các bạn đợi cho bullet quay qua. Đó, chúng ta sẽ chạy vô lấy vàng. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ lên đây. Ồ, vàng này lấy không kịp. Mình không dám chạy ra sợ mất con bị phát hiện nha. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cái lo này để cho môn tự kia nha. Bây giờ mình sẽ lấy chớn, mình sẽ chạy vô luôn một mặt luôn. Đó. Ok, tức là chúng ta đã lấy vàng thành công. Rồi, bây giờ mình sẽ băng qua đây. Đó, băng qua đây đi vào dòng. Tức là chúng ta đã hoàn thành xong dòng level thứ 2 nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi dòng level thứ 3. Ok, đơn giản thôi các bạn. Đầu tiên mình sẽ giữ con gót này. Đó, cho nó cắn cho con bullet O này luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua đây. Còn một món vàng kia nữa mình sẽ lấy luôn các bạn. Đầu tiên mình sẽ đẩy cái thùng gỗ này ra ngoài. Đó, mình sẽ lên trên này lấy cái vàng cuối cùng trên đó. Rồi, mình có một cái khay vô trong phòng kia rồi. Bây giờ mình đợi bà cụ già này vòng vô. Đó, đợi cụ già này vòng vô nghe. Sau đó chúng ta sẽ băng qua kia. Đơn giản thôi các bạn, chúng ta sẽ gom hết toàn bộ vàng trong này. Đó, lấy hết vàng nghe. Trên kia còn món vàng nữa các bạn, mình sẽ lên trên kia lấy luôn. Do con gót này nó đuổi mình rất là kinh dị, nên mình sẽ chờ cho nó xuống đây, mình sẽ chạy lên lấy. Rồi, mình sẽ vòng qua sau các bạn. Đó, nhử cho nó lên cho nó, mình phải vòng qua lấy. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong dòng phần này. Và mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Nhưng chịu các bạn đã xem ủng hộ cái video trạng sinh của mình nha. Nhưng các bạn cũng hãy nhớ comment, like, share, subscribe kênh của mình. Ok, thì mình thank you so much. Boogie wants Munchery to kill. Snaggeroo. Flum diddle. Bob the Marino. Thank you.
Talk of a Remo. Monthly to Kiki Wowsy. Snaggeroo. Monthly to Kiki Wowsy. Monthly to Kiki. Thank you.
one three to kill. Rookie Wowsy.